Xin chào anh em nhé. Thì có cái con biến tần mới này, mình lại tiếp tục chuột bạch, nó cho nó chạy một pha. Thì đây mình ra một pha 2 giây thì mình có con bơm ba ngựa ha, bơm ba ngựa, dòng đang chạy 5A, hình như nó chưa mồi nước. Thì nó chạy khá là ổn với lại con một pha ba ngựa dòng 5A này, đáp vào này thì áp ra 230 này. Mình cài đặt lại một chút ha, kiểm tra cái áp thực tế một pha này, 2 giây này. Đấy, 232V đang chạy là 5A. Ở đây mình có khoảng 3 ký solar thì nó chạy, cho nên bây giờ mình sẽ tắt đi để cho tải vào này. Rồi bây giờ mình mới mồi nước cho nó rồi, không biết chạy được không, tiếp tục nước chưa. Chín a còn nước không? À, chưa mồi được nước rồi anh em ạ. Nhưng mà đây này, mình thấy này, chạy 50 hạt. Ra 230 luôn. 4,5A. Rồi đối với cái thời tiết nắng đẹp như này, giữa trưa, pin của mình nó hơn 3 ký thì nó phát 1 ký, 1 ký bơm điện, công suất hiện tại đang ăn khoảng 1 ký. Thì rõ ràng nó chạy nó quá của em à. Tần số lúc nào cũng cố định là 50 hạt ha. Và điện áp vào là 400, điện áp ra nó là 230, dòng ăn là hơn 5A. Thì nó khoảng hơn 1 ký đó. Thì chạy rất cực kỳ là êm ổn định luôn. Thì mình sẽ có chạy test con này một vài ngày, xem là cái khả năng thích nghi của nó như thế nào, rồi là chạy khi mà nắng nó chập chờn như thế nào, nắng mạnh như nào, nắng yếu như nào. Giờ mồi đạn nước rồi, không biết chạy được không. Xúc rồi. Em à, dòng này 9A rồi. Rồi con nước rồi. Đây, điện áp ra là 188V, tần số là 40 hẹp, điện áp vào là 333V, 188 hẹp, 188V, 11A, ký 8 này, ký 9 này, anh chạy một ký 9, đó, điện áp thực tế vậy. Trăm tám mươi năm vôn, dòng 90A, 40 hạt ha, công suất khoảng 2 ký. Đây nước, đâm quanh, đâm quanh này có chấp nhận được không? Để mình lên xem này, nó pin có bị che không. Đây là cái dàn pin của mình, nó hơi thập cảm tí, bẩn này, bộ rất là bẩn luôn. 10 tấm 270W, chỗ này bị che mất này. Có 2 tấm 410W, tôi ghép lại cho đây nữa. Thăm bên này. Bơm cho chạy 40 hạt, dòng 9,5A, điện áp là 189V, chỉ 92 ký gì đó ha. Ok không? Mình cứ để rồi thôi, để xem cái nó ổn định không ha. Được, không thể coi thường được ha.
1-2 giây ha, pin mặt trời vô này. Mình lại quay lại với cái con bơm này. Bây giờ là khoảng 2 giờ chiều rồi, thì cái dàn pin của mình nó bị che kha khá rồi đấy, công suất nó sẽ yếu đi rất nhiều rồi. Và mình tiếp tục chạy test nó ha. Ôi. Nãy đang bơm nó phọt mẹ ra ngoài. Rồi chạy lại ha. Đến giờ bắt đầu chạy. Đây là tần số, hiển thị đây là tần số này. Tí nữa mình lên xem pin có. Bây giờ thì chị chạy được không có tí nắng à, hết nắng à. Chạy được 20 hạt à. 20 hạt thì cơ bản là nước vẫn có ha. Vẫn đang chạy, vẫn ra nước. Được. Nhưng mà một pha thì không nên chạy ở cái tần số này. Tần số 20 Hz này thì chạy nó dễ là hỏng tội. Xem điện áp đâu ra nào. Áp ra khoảng 100V thôi. 8 Hz. 800W, 900W. Nặng hơn rồi đấy. Nắng lên rồi. Thì đây là cái dàn pin của mình lúc 2 giờ chiều ấy. Gần như che hết rồi. Bơm chạy 900W. Chạy có 20 hạt thôi. Cái này mình đang cài giới hạn nó chạy 10 hạt thôi bây giờ. Có lẽ mình sẽ cài lên khoảng 25 hạt. Mình cho dừng được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt máy và kiểm tra lại xem là cái tụ nó có bị nóng không. 11A. Rồi, tắt rồi. Kiểm tra cái tụ. Cũng không nóng, không đến mức là nóng đâu, ok thôi, không vấn đề gì đâu. Bơm thì có thể hơi nóng do là nó không đủ cái tốc độ quay của cái quạt này, tốc độ quay của quạt nó thấp ấy, nó không làm mát được cái bơm, cho nên là bơm thân bơm thì có vẻ là hơi nóng, cho nên là tốt nhất là mình để nó chạy khoảng 30 hạt đổ lên thôi, đừng cho chạy thấp quá. Cài lại cái tần số giới hạn nó lên 22 Hz ha. Thì đây nó chỉ chạy được khoảng 20 Hz thôi. Giờ mình test xem là nó báo lỗi như nào. À đây là báo lỗi này. ALF năng yếu ha. Và 30 giây sau thì nó sẽ reset cái lỗi này. Nó sẽ để lại. Sáu mươi giây sau trở lại ha.
cái bảo vệ tần số thấp này thì tùy theo điều kiện thực tế của mình ấy. Em lắp xong thì canh ví dụ như là cái giếng nó cao quá, sâu quá mà 30 hạt nó không lên nước thì mình cài 30 hạt cho nó dừng thôi. Còn những cái chỗ mà giếng cạn hay là bơm ngồi ấy, thì mình có thể để tần số thấp hơn. 3 pha thì chạy 5-10 hạt thì nhiều chỗ 5-10 hạt nó cũng chạy nữa, nó lên nước, nó ra nước nữa. Như đây 3-20 hạt mình bơm ngay tại chỗ thì nó ra nước bình thường thì mình cũng có thể để cho nó chạy được. Tùy điều kiện thực tế của mình cài đặt thôi. Chạy một lúc nữa, có thể là một chạy 1 phút nó sẽ báo lỗi. Nó báo lỗi ALF rồi ha. Ok, như vậy là mình hoàn thành test xong cái con biến tần 3 pha này, biến tần bơm mà chuyên năng lượng mặt trời để mà chạy con bơm 1 pha, con này 1 pha 3 ngựa.